Huỳnh Như được đánh giá là tiền đạo nguy hiểm nhất Đông Nam Á. Các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á đang rất ngán đối đầu với Huỳnh Như. Bởi tài săn bàn của cô ngày càng sắc bén sau thời gian thi đấu tại châu Âu. Trong trận thắng Myanmar 3-1, Huỳnh Như là người mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam. Cô thoát xuống đứng lọc giữa khe hở của cặp trung vệ Myanmar, nhận đường chuyền của Tuyết Dung rồi chạm bóng tinh tế đưa bóng vào góc xa khung thành. Một pha ghi bàn đẳng cấp mà thủ môn Myanmar không thể cản phá. Thời gian thi đấu ở Bồ Đào Nha đã giúp Huỳnh Như mài dũa kỹ năng săn bàn hiệu quả hơn. Là cầu thủ nhỏ con, Huỳnh Như cần phải khôn ngoan luồn lách để thoát khỏi các hậu vệ cao to của đối phương. Ngoài ra, các thủ môn ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha bắt khá tốt, nên muốn ghi bàn bắt buộc phải dứt điểm quyết đoán. Hiểm hóc mới có thể lập công. Chính vì thế, chân sút số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam đã thường xuyên luyện tập các tình huống dứt điểm khác nhau nên rất lợi hại ở SEA Games lần này. Khi chúng tôi hỏi các huấn luyện viên tiền đạo nào nguy hiểm nhất Đông Nam Á, họ đều nói ngay rằng đó là Huỳnh Như của đội tuyển Việt Nam. Bởi Như rất nhanh và chơi bóng thông minh để thoát khỏi sự kèm cặp của đối thủ. Với Huỳnh Như, cô đề ra mục tiêu rõ ràng cho mình là cùng với đội tuyển nữ đoạt chức vô địch SEA Games và cá nhân cô sẽ quyết tâm đoạt danh hiệu vua phá lưới. Tôi luôn thôi thúc mình phải chơi tốt và ghi nhiều bàn thắng, vì thế tôi đề ra mục tiêu đoạt giải vua phá lưới tại SEA Games lần này. Nếu tôi có được danh hiệu đó cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển chơi tốt và có thành tích cao. Để đi đến đích cuối cùng. Trước mắt Huỳnh Như cho biết cô và đồng đội sẽ tập trung vào trận đấu với Philippines ngày 9 tháng 5. Philippines có thể hình và thể lực tốt nên đây sẽ là trận cầu khó khăn cho tôi và các đồng đội. Tuy nhiên, toàn đội rất tự tin bởi sau chiến thắng Myanmar, chúng tôi là đội có ưu thế nhất bảng A. Huỳnh Như cũng tiết lộ cách đánh bại tuyển nữ Philippines. Tôi may mắn được thi đấu ở Bồ Đào Nha nên biết cách đối phó với các hậu vệ cao to. Các cầu thủ Philippines có thể hình tốt nhưng xoay trở không nhanh như cầu thủ Việt Nam, nên tôi và đồng đội sẽ biết cách khai thác để ghi bàn thắng. Chúng tôi rất tự tin vì đã quen với thời tiết nên sẽ đảm bảo đủ thể lực đá tốt 90 phút.